Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin thời sự tin nóng 24 giờ. Và ngay sau đây là những thông tin mới nhất được chúng tôi cập nhật. Kính mời quý vị cùng theo dõi. 34 người bị đề nghị truy tố ở giai đoạn 2 vụ Vạn Thịnh Pháp. Kính thưa quý vị, Bộ Công an kết thúc điều tra giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Pháp, SCB và các đơn vị liên quan, đề nghị truy tố bà Trương Mỹ Lan và 33 bị can. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu C03, Bộ Công an cho biết đã đề nghị truy tố các bị can về 3 tội: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới theo điều 174, điều 324 và điều 189 Bộ luật hình sự. C03 đã thông báo cho ngân hàng SCB và đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan là bị hại, đương sự, người bảo vệ quyền lợi và lợi ích của họ biết việc kết thúc điều tra vụ án này. Trước đó, hồi tháng 12 năm 2023, tại họp báo Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Cục phó C03 cho biết, trong hành vi rửa tiền, bà Lan bị nghi dùng tiền phạm tội để đầu tư bất động sản, mua gom các dự án bất động sản lớn. Chúng tôi còn xác định có việc chuyển tiền ra nước ngoài để đầu tư nên đã ủy thác điều tra thông qua hoạt động tư pháp. Vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát rất lớn, phức tạp, số lượng bị can nhiều nên Bộ Công an phải tách thành hai giai đoạn. Ở giai đoạn đầu, bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc trong 10 năm thâu tóm SCB đã chỉ đạo đồng phạm giải ngân cho nhóm công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát tổng cộng hơn 2.500 khoản vay. Đến tháng 10 năm 2022, nhóm bà Lan và Vạn Thịnh Phát đã gần 1.300 khoản vay dư nợ 677.000 tỷ đồng gốc và lãi. Hôm 11 tháng 4, Toán Nhân dân TP.HCM tuyên phạt bà Lan 20 năm tù về tội đưa hối lộ, 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và tử hình về tội tham mô tài sản. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành án tử hình. Liên quan đến vụ án, bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát của Ngân hàng Nhà nước, bị Tòa án Nhân dân TP.HCM tuyên án tù chung thân về tội nhận hối lộ, số tiền 5,2 triệu USD. Ba cựu lãnh đạo của SCB gồm Đinh Văn Thành, Bùi Anh Dũng, cựu Chủ tịch SCB và Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng Giám đốc SCB bị tuyên phạt mức án tù chung thân. 81 bị cáo khác bị tuyên phạt từ 3 năm tù treo đến 20 năm tù. Bản án cũng xác định với các tài sản, khoản tiền để khắc phục, đảm bảo nghĩa vụ cho bị cáo Lan trong toàn bộ vụ án, bao gồm vụ án này và các vụ án của giai đoạn 2, sẽ ưu tiên thi hành án cho các bị hại liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc phát hành trái phiếu. Dự án hầm chui 830 tỷ đồng ở TP.HCM lộ nhiều bất cập, thanh tra đề nghị xử lý. Thưa quý vị, ngoài chậm tiến độ, thanh tra Sở Giao thông Vận tải TP.HCM chỉ ra nhiều bất cập tại dự án hầm chui Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ nên yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu khẩn trương xử lý khắc phục. Nội dung trên được Chánh thanh tra Sở Giao thông Vận tải TP.HCM nêu ra trong kết luận thanh tra chuyên đề về công tác quản lý chất lượng và biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công công trình hầm chui nút giao thông Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, quận 7. Theo kết luận, dự án này có tổng thời gian thi công là 15 tháng. Các đơn vị chính thức khởi công xây dựng từ năm 2020, nhưng đến nay công trình vẫn chưa hoàn thành và đang tiếp tục triển khai thi công. Hiện nay, chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM, Ban Giao thông đã hoàn thành công tác di rời vào tháng 1 năm 2024. Ban này đang chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hoàn thành hầm chui HC2 trước ngày 30 tháng 7, hầm chui HC1 và toàn bộ dự án trước ngày 31 tháng 12. Trong kết luận thanh tra, Sở Giao thông Vận tải thành phố cho biết, qua công tác kiểm tra, đoàn thanh tra nhận định việc chậm trễ thực hiện dự án do chủ đầu tư chưa chủ động, tích cực trong phối hợp với các ban ngành có liên quan. Bên cạnh đó, công tác phối hợp, thẩm định, phê duyệt các thiết kế, dự toán liên quan đến công tác di rời hệ thống hạ tầng kỹ thuật giữa các sở ngành cũng có nhiều chậm trễ, làm ảnh hưởng đến tổng tiến độ thi công. Công trình triển khai thi công trên đường bộ đang khai thác, việc kéo dài tiến độ thi công, thời gian hoàn thành công trình, ảnh hưởng lớn đến mục tiêu công trình, làm giảm năng lực thông hành nút giao thi công, giảm hiệu quả chống ùn tắc giao thông. Trách nhiệm này thuộc về chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông trong quá trình thực hiện quản lý thực hiện công trình, kết luận thanh tra nêu. Ngoài ra, tại công trường thi công nút giao Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, đoàn kiểm tra đánh giá các liên danh thi công còn nhiều vi phạm về đảm bảo an toàn giao thông. Trong đó, gói thầu xây lắp 1 thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công chưa đầy đủ,
Tại gói thầu xây lắp 2, đoàn kiểm tra phát hiện một số rào chắn thi công bị cong vênh, móc méo, chóc sơn và rỉ sét. Ngoài ra, bề mặt bê tông bản tường hầm hở HC2 xuất hiện một số vết nứt dọc, bề rộng vết nứt dưới 0,3mm. Về công tác quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình ở gói thầu xây lắp 1, thiếu nhật ký thi công do thành viên liên danh thi công cập nhật diễn biến điều kiện thi công, số lượng công nhân và các công việc xây dựng được nghiệm thu hàng ngày trên công trường. Từ những vi phạm trên, đoàn kiểm tra kiến nghị xử lý vi phạm hành chính với các liên danh nhà thầu gói 1, 2 để xảy ra vi phạm không bố trí biển báo, rào chắn đầy đủ. Xử lý vi phạm hành chính đối với công ty cổ phần tập đoàn Stenco 4, công ty cổ phần phát triển xây dựng và thương mại Thuận An vi phạm lập nhật ký thi công không đúng quy định. Đối với ban giao thông, đoàn thanh tra yêu cầu chủ đầu tư tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các cá nhân tổ chức có liên quan về những tồn tại thiếu sót trong quá trình thực hiện dự án, thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đánh giá và có biện pháp xử lý kịp thời tại các vị trí bản tường hầm hở HC2 có xuất hiện các vết nứt, đảm bảo chất lượng, an toàn công trình, đồng thời có báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền về kết quả giải quyết khắc phục. Xếp hạng nhà khoa học, thói hư danh làm mờ mắt. Thưa quý vị, đừng để sự thiếu liêm chính trong nghiên cứu và công bố phát triển như cỏ dại trên nền tảng văn hóa tự sướng, nhắm mắt khen lẫn nhau mà ảnh hưởng đến danh dự, uy tín và sự phát triển bền vững của khoa học nước nhà. Sau khi Tuổi Trẻ đăng bài, bi hài xếp hạng nhà khoa học, qua ý kiến của các chuyên gia cho thấy những thông tin từ bài báo bóc phốt ra những sai lệch trong việc xếp hạng nhà khoa học, một lần nữa khiến nhiều người trong giới học thuật nước ta được dịp tỉnh cơn say. Tổ chức xếp hạng có địa chỉ website research.com là một tổ chức thương mại bán dịch vụ tư vấn nghiên cứu cho các trường đại học, chính phủ và các tổ chức săn đầu người. Mục tiêu của tổ chức này rất đáng trân trọng nếu các hoạt động nghiên cứu và công bố đảm bảo độ chính xác tin cậy. Rất tiếc là tổ chức này lại không làm được như vậy. Trong thời đại số ngày nay, đặc biệt là việc truyền bá thông tin sai lệch và thoái hư danh trong lĩnh vực nghiên cứu đã làm mục tiêu này đi quá xa về mức độ liêm chính và tạo nên những hệ quả xấu trong giới học thuật. Một ví dụ điển hình về việc này là hoạt động của trang web research.com, nơi các thông tin phóng đại liên quan các nhà khoa học Việt Nam và các trường đại học bị công bố. Research.com đăng thông tin có nhà khoa học ở Việt Nam đứng thứ hai thế giới về lĩnh vực y khoa. Dư luận nghi ngờ về tính liêm chính khi tác giả này có năng suất nghiên cứu cực khủng. Chỉ 2 năm 2019 và 2020, nhà khoa học này đã đăng mỗi năm gần 100 bài. Thông tin sai lệch trong nghiên cứu có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến uy tín cá nhân của họ mà còn làm tổn hại đến danh tiếng của các trường đại học mà họ liên kết. Thói hư danh hão, thiếu liêm chính trong học thuật không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân mà còn làm tổn hại đến uy tín của cả một quốc gia. Việc các nhà khoa học Việt Nam bị gắn mác nhân tài một cách sai lệch không chỉ tạo ra những kỳ vọng không thực tế mà còn dẫn đến sự thất vọng khi thực tế không đáp ứng được kỳ vọng đó. Điều này phần nào làm mất đi niềm tin của công chúng vào nền khoa học và giáo dục nước nhà. Bài học cho giới học thuật cũng như các trường đại học, viện nghiên cứu của Việt Nam, nhất là các trường mượn hư danh để quảng cáo hình ảnh thu hút người học, tìm kiếm đối tác rót vốn là rất cần minh bạch và trung thực trong thông tin công bố. Việc sử dụng thông tin sai lệch hoặc phóng đại sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng về uy tín và làm mất lòng tin của sinh viên, đối tác và cộng đồng. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, trường đại học chỉ nên tập trung vào chất lượng hơn số lượng công bố, chuyển hướng tập trung từ việc công bố số lượng lớn các bài báo sang việc nâng cao chất lượng nghiên cứu. Điều này không chỉ giúp nâng cao uy tín thực sự của nhà trường mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của nền học thuật. Và cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng cần đi theo hướng này, coi trọng chất lượng hơn số lượng trong xây dựng chính sách và cơ chế. Ngoài ra, cần có những quy trình kiểm tra và đánh giá nghiêm ngặt để đảm bảo rằng các nghiên cứu được công bố đều tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức và quy trình bình duyệt nghiêm ngặt, giúp đảm bảo sự liêm chính và ngăn chặn việc lũng đoạn quy trình xét duyệt. Các nhà khoa học và trường đại học cần phải thận trọng hơn trong việc công bố, nghiên cứu và nâng cao nhận thức về việc đánh giá chất lượng nghiên cứu. Khi đó, nền học thuật của chúng ta mới có thể phát triển bền vững và đáng tin cậy. Việc xây dựng uy tín không thể chỉ dựa trên những thành tích giả tạo, mà cần phải xây dựng từ sự nghiêm túc, minh bạch và trách nhiệm trong nghiên cứu và giảng dạy. Chỉ khi các trường đại học nhận ra và thực hiện được điều này, nền giáo dục Việt Nam mới thực sự vững mạnh và đáng tin cậy.
Đừng để sự thiếu liêm chính trong nghiên cứu và công bố phát triển như cỏ dại trên nền tảng văn hóa tự sướng, nhắm mắt khen lẫn nhau mà ảnh hưởng đến danh dự, uy tín và sự phát triển của bền vững khoa học nước nhà. Những tin tức vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của Tin Nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.